Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trực tiếp đám cưới Quang Lê vợ Hoa hậu, Kim Cương hạnh phúc trong đám cưới thế kỷ sau 6 năm chung sống. Đám cưới của Quang Lê và bà xã Kim Cương đã được cử hành vào tối ngày 14 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt chuyện tình vượt qua bao khó khăn và thử thách của Quang Lê Kim Cương khiến không ít người ngưỡng mộ. Sau 6 năm gắn bó mặn nồng, tối ngày 14 tháng 12, cặp đôi đã tổ chức một đám cưới hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quang Lê bày tỏ anh muốn được nhìn thấy Kim Cương trong bộ váy cưới và tin rằng trong suốt 6 năm qua, có đôi lúc bà xã của anh cũng nhắm mắt tưởng tượng được nắm tay chồng bước lên hôn trường. Mở đầu đám cưới, Quang Lê trình diễn một bài hát đặc biệt dành tặng bà xã và quan khách. Giữa không gian cưới lộng lẫy, Quang Lê và Kim Cương hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc mừng của quan khách. Nhưng khi ấy cũng nhờ có tình yêu mà cặp đôi ca sĩ Hoa hậu mới có thêm sức mạnh để vượt qua mọi rào cản, sóng gió trong cuộc sống. Từ lâu, Quang Lê đã muốn có một đám cưới để bù đắp cho sự hy sinh vì gia đình của bà xã Kim Cương và đến nay mong ước đấy đã chính thức được thực hiện. Sau 6 năm vượt qua sóng gió, cặp đôi hiện có một tổ ấm hạnh phúc với hai con trai kháu khỉnh. Chiều ngày 14 tháng 12, trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê chia sẻ video có tiêu đề Quang Lê bí mật kết hôn ở tuổi 51. Cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi biết danh tính cô dâu gây xôn xao dư luận. Nam danh ca hải ngoại còn kèm dòng trạng thái tôi chỉ U40 tuổi, sao báo nào mà nói thách vậy, viết tuổi cũng sai là sao. Về thông tin bí mật cưới vợ, Quang Lê cũng bác bỏ, đám cưới con tôi, trời ạ, anh tỏ ra bức xúc. Theo đó, những hình ảnh Quang Lê mặc với xuất hiện trong đám cưới của con trai ở Cần Thơ diễn ra vào năm 2019. Thời điểm đó, nam ca sĩ chia sẻ, ôi tuổi 39 cưới vợ cho con, cảm giác con cái của mình yên bề gia thất, sao mà nó sung sướng vô cùng. Lần đầu tiên trải nghiệm đám cưới trên đường quê thật ngọt ngào, buổi sáng là bà con ra xem, người chầm, trồ, ồ nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền, tôi trả lời nhà tôi chứ ai, cảm ơn những lời chúc tụng hai con nhà tôi. Cảm ơn anh chị Du Nha chú rể Nguyễn Quý là con trai nuôi của Quang Lê và nam ca sĩ tham dự hôn lễ với vai trò đại diện. Thay mặt nhà trai phát biểu trước gia đình thông gia hai bên, nhắn gửi lời chúc và dặn dò đến các con. Quang Lê sinh ra trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi. Quang Lê là con thứ 3 trong gia đình. Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ vào ngay ngày 30 Tết năm 1990 âm lịch tại Việt Nam. Nhưng vì thời tiết ở Missouri khá khắc nghiệt nên gia đình Quang Lê đã chuyển đến sống ở Los Angeles thuộc bang California. Về sau, Quang Lê trở thành giọng ca đình đám ở hải ngoại và Việt Nam. Anh có cát xê cao ngất ngưỡng, nhờ vậy anh sở hữu gia tài gồm nhà, siêu xe, hàng hiệu, khiến ai cũng choáng ngợp. Năm 2000, khi 21 tuổi, Quang Lê kết hôn với một cô gái con nhà giàu có theo mong muốn của bố mẹ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Năm 2015, Quang Lê hẹn hò hot girl 9X Thanh Bi. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cặp đôi vướng khá nhiều thị phi khi liên tục để lộ những bức ảnh nhạy cảm hoặc thân mật quá mức. Nhiều người cho rằng Quang Lê và bạn gái cố tình tung ảnh nhạy cảm để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, cả hai cho biết đó là hình ảnh trong một MV. Cả hai chia tay vào năm 2017, cuối năm 2019. Một số hình ảnh Quang Lê hôn thân mật với hot girl Ivy, vợ cũ Hồ Quang Hiếu cũng gây xôn xao. Trước nghi vấn tình cảm với hot girl kém 13 tuổi, anh từ chối bình luận, chỉ nói ngắn gọn, tôi chỉ chụp cho vui, chụp chơi chứ không có gì về chuyện tình cảm hiện tại. Quang Lê cho biết, sau những mối tình ồn ào mấy năm qua anh không yêu ai, do tình hình dịch nên anh cũng không có nhiều show diễn. Dù ở một mình nhưng anh không có cảm giác cô đơn, anh cũng không còn thích tới những nơi đông người, toàn bộ thời gian chỉ dành cho công việc và đi hát tôi đã. Nghĩ đến chuyện đi tu đó, không phải vào chùa, cạo chọc đầu mới là đi tu, có thể tôi tu tại gia, nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ ở cơ duyên. Hiện tại, có nhiều người thích, tôi vẫn chưa đồng ý, có cô thương rất nhiều, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt, thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn và đi chơi chung. Quang Lê tâm sự về mẫu bạn gái lý tưởng,
Quang Lê tiết lộ thích những cô gái có vẻ đẹp mộc, không thẩm mỹ. Tôi ấn tượng với phụ nữ có vẻ đẹp mộc, tôi rất sợ những người lạm dụng thẩm mỹ. Tôi ấn tượng với phụ nữ có vẻ đẹp mộc, tôi rất sợ những người lạm dụng thẩm mỹ. Nhiều cô gái nhắn tin, hẹn gặp tôi làm quen nhưng khi gặp, họ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Tôi mất cảm tình ngay Quang Lê sinh ra tại Huế. Trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi, Quang Lê là con thứ 3 trong gia đình. Đầu những năm 1990, Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ, say mê ca hát từ nhỏ và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát này. Tôi ấn tượng với phụ nữ có vẻ đẹp, mộc, tôi rất sợ những người lạm dụng thẩm mỹ. Nhiều cô gái nhắn tin, hẹn gặp tôi làm quen nhưng khi gặp, họ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Tôi mất cảm tình ngay Quang Lê sinh ra tại Huế. Trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi, Quang Lê là con thứ 3 trong gia đình. Đầu những năm 1990, Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ, say mê ca hát từ nhỏ và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát này. Hôm nay, có sẵn chất giọng Huế ngọt ngào, Quang Lê lại được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ 2 của đại học khi gia đình chuyển sang sống ở California. Anh từng đoạt huy chương bạc trong một cuộc thi tài năng trẻ tổ chức tại California. Thời gian đầu, Quang Lê chỉ xuất hiện trong những sinh hoạt của cộng đồng địa phương, mãi đến năm 2000 mới chính thức theo nghiệp ca hát. Nhưng cũng phải gần 2 năm sau, Quang Lê mới tạo được chỗ đứng trên sân khấu ca nhạc của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Và từ đó, Quang Lê liên tục nhận được những lời mời biểu diễn ở Mỹ, cũng như ở Canada. Úc Quang Lê là con thứ 3 trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi. Từ nhỏ, Quang Lê thường được người chung quanh khen là có triển vọng. Cậu bé chẳng hiểu có triển vọng là gì, chỉ biết là mình rất thích hát và thích được cất tiếng hát trước người thân để được khen ngợi và cổ vũ. Đầu những năm 1990, Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ. Một hôm, nhân có buổi lễ được tổ chức ở ngôi chùa gần nhà, một người quen của gia đình đã đưa Quang Lê đến để giúp vui cho chương trình sinh hoạt của chùa và anh đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Quang Lê nhớ lại, người nghe không chỉ vỗ tay hoan hô mà còn thưởng tiền nữa. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, thì đó quả là một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi nghĩ rằng niềm đam mê của mình lại còn có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.